Xin chào các bác nhá. Hôm nay em cho mô tô thành phố Hải Dương. Xin đến 6 cái mẫu xe này. Đây là cái mẫu xe Merc. Merc ML320. Đây, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Đây các bác xem, đúng không? Giá tiền thì cũng chỉ loanh quanh 200 triệu thôi nhá các bác nhá. Bác nào đang quan tâm đến chiếc xe Merc này thì các bác hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 093 8586307. Đấy, các bác cứ lối Zalo theo số điện thoại đó luôn nhá. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết tới các bác xem về cái chiếc xe Merc ML320 này của bên em. Một chiếc xe form dáng rất là đẹp, gầm cao các bác nhé. Một chiếc xe Merc gầm cao. Mà những chiếc xe này thì các bác biết rồi, ngày xưa thì nó phải là tiền vài tỷ đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì chỉ còn vài trăm triệu thôi. Một chiếc xe cực kỳ là sang trọng đúng không ạ? Và tuy rằng đời thấp nhưng mà các bác nhìn xem form dáng cũng rất là đẹp, như là những chiếc xe đời 2010 mấy vậy đúng không ạ? Đấy. Các bác xem thật kỹ qua video của em nhé. Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Đấy. Form dáng rất là đẹp luôn và gầm cao các bác nhé. Một chiếc xe rất là hiện đại, rất là tiện nghi. Rất là tiện nghi và rất là hiện đại luôn. Em quay tí em sẽ quay vào bên trong nội thất của chiếc xe để tới các bác cùng xem. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem phần hình thức bên ngoài trước. Các bác hãy xem kỹ qua video của em nhé. Còn bác nào gần khu vực nhà em thì các bác cứ đến xem trực tiếp để cảm nhận. Còn bác nào ở xa thì cứ xem kỹ qua video và alo trực tiếp cho em sẽ tư vấn thêm. Xe vẫn một chủ từ đầu, biển 4 số đúng không ạ? Chiếc xe này vẫn ra tên bình thường các bác nhé. Bác nào mà mua thì bên em sẽ hỗ trợ ra tên cho. Một chiếc xe về nước sơn rất là đẹp luôn. Tổng thể chiếc xe còn rất là cứng cáp các bác nhé. Từ mọi thứ luôn đấy ạ, chứ không phải là từ không phải là cái nước sơn bên ngoài và từ mọi thứ luôn, như là máy móc, số má, gầm bệ đúng không ạ? Rồi thân vỏ đúng không ạ? Rất đẹp luôn và rất là tiện nghi. Hiện tại thì chiếc xe này cũng được lắp thêm một số đồ chơi nữa rồi. Đây các bác xem, đây nội thất đây. Da vẫn là da zin nguyên bản này và trang bị rất là nhiều túi khí nhá. Và chiếc xe này thì các bác thấy được trang bị cả clock luôn. Trong đó thì có cả cái màn hình Android luôn. Đây các bác xem này. Đấy, rất là giá trị, âm thanh rất là hay nhá. Đây nội thất, đây các bác xem đúng không? Đây, nội thất hoàn toàn là da xịn nhá. Đây một chiếc xe có cái hộp số tự động đúng không ạ? Và động cơ của chiếc xe này là động cơ máy 3.0. Đây nội thất bên trong của xe đây, tí em sẽ quay chi tiết sau. Bây giờ em đang quay sơ sơ qua để các bác xem về chiếc xe này, để các bác hình dung về chiếc xe này một cách được cơ bản đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ đi sâu hơn và quay gần hơn, sát hơn để tới các bác xem về cái chiếc xe này. Các bác xem thật kỹ qua video của em nhé. Đây là cái phần đầu của chiếc xe này. Có cái lớp sơn rất là bóng bẩy sạch sẽ đúng không ạ? Đấy, logo rất là to đúng không ạ? Như là những cái logo đời mới bây giờ. Và các bác thấy cặp đèn pha rất là sáng đúng không ạ? Rất sáng và rất là trong luôn. Đây em quay gần hơn này các bác xem. Đấy, cặp đèn pha rất là trong luôn đúng không ạ? Lớp sơn. Lớp sơn rất là bóng. Và đèn pha bên đây cũng vậy nhá, rất là trong luôn. Và đèn của chiếc xe thì các bác thấy được thiết kế là đèn đèn bi xenon siêu sáng luôn đúng không ạ? Và chiếc xe này thì các bác thấy em quay gần đây, một dàn lốp rất là giá trị luôn đúng không ạ? Rất là dày, một dàn lốp rất là dày luôn. Một dàn lốp dày này thì các bác cứ mua về rồi mình chạy một thời gian vài năm nữa mới phải để ý thay lốp đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ quay gần hơn và sát hơn vào cái thân vỏ của chiếc xe để tôi các bác xem trước nhá. Lớp sơn rất là bóng bẩy sạch sẽ luôn này, để các bác xem này. Đấy, soi được gương luôn đúng không ạ? Và trên chiếc xe này thì không có sự va quẹt nhá các bác nhá, không có sự đâm đụng và không có sự va quẹt, cho nên là các bác thấy cái phần thân vỏ của xe nó còn rất là căng đúng không ạ? Rất là đều luôn, rất là khít. Tất cả các thứ nó còn rất là khít luôn. Không hề lệch lạc gì đúng không ạ? Đây, lốp tiếp theo của xe đây nhá. Đấy là răng đúc và phanh đĩa ABS là 4 bánh luôn. Và bây giờ thì em sẽ di chuyển xuống phía bên dưới và quay cho các bác xem từ dưới lên. Chiếc xe này là chiếc xe 5 chỗ nhá các bác nhá. 5 chỗ gầm cao, form SUV. Đấy, với giá tiền thì chỉ có tầm khoảng loanh quanh 200 triệu thôi thì các bác có thể là mua được một chiếc xe rất là đẹp rồi. Đấy, form dáng của xe rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Chiếc xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về nhé các bác nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc luôn, chứ không là xe lắp ráp Việt Nam đâu. Cho nên là khi chạy cái chiếc xe này thì nó cảm giác cũng rất là đầm và rất là chắc chắn luôn.
thân vỏ của dòng xe này rất là dày nhá các nhá. Tôn vỏ rất là dày luôn. Chạy thì cực phê luôn. Đấy, bác nào ở gần nhà em thì các bác cứ đến xem xe trực tiếp để chạy thử và cảm nhận chiếc xe này nhá. Chạy rất là đầm và rất là chắc luôn đấy ạ. Rồi, bây giờ em sẽ quay gần hơn về cái phần đuôi tới các bác xem nhá. Để soi được cả gương, cả hình em ở trong cái nước sơn luôn đúng không ạ? Và đây chính là camera lùi của xe các bác nhá. Camera lùi rất là sắc nét. Rất sắc nét luôn đấy ạ. Ở trên chiếc xe này thì các bác mua về là sẵn dùng ngay thôi nhá. Đổ xăng là dùng là chạy ngay thôi chứ không phải sửa chữa, không phải dọn dẹp thêm bất cứ một cái gì trên chiếc xe này nữa đâu nhá các bác nhá. Đấy. Cốp mở lên thì rất là rộng rãi. Tí em sẽ mở lên để tới các bác xem kỹ. Đấy, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức đúng không ạ? Với giá tiền thì chỉ có tầm khoảng 200 triệu thôi. Đi ra ngoài đường thì em nghĩ là chiếc xe này sẽ cũng khá là oai đấy ạ. Và để mà nói thì người khác nhìn vào thì người ta cũng sẽ nghĩ là chiếc xe này là những chiếc xe nhiều tiền đúng không ạ? Chứ không phải là với 200 triệu, tầm khoảng 200 triệu đúng không ạ? Đấy, lốp tiếp theo của xe đây ạ. Đi ra ngoài thì em nghĩ là nếu mà ai mà không biết mà nhìn vào chiếc xe này thì người ta sẽ nghĩ nó lên đến tiền tỷ luôn đấy ạ. Vì form dáng rất đẹp và nhìn hình thức còn rất là mới mà. Đấy các bác xem đúng không ạ? Đấy, sơn xi xung quanh luôn, các bác thấy là nước sơn rất là xịn đúng không ạ? Đấy, soi được gương luôn. Nguyên hình người trong trong nước sơn luôn đúng không ạ? Đấy, em mặc bộ quần đen áo trắng đúng không ạ? Đăng kiểm còn dài nhá, còn đến tháng 5 năm 2020 luôn. Rất là dài. Quay tiếp theo các bác xem phần lốp của xe. Đấy, các bác thấy chiếc xe có đẹp không ạ? Tất nhiên là đẹp hay không thì các bác nhìn thì như mắt của em nhìn thì với chiếc xe này và với cái số tiền bỏ ra thì đây là một cái mẫu xe khá là lý tưởng và khá là tuyệt vời đúng không ạ? Một chiếc xe cực kỳ là đẳng cấp luôn. Bây giờ thì em sẽ quay bên trong nội thất của chiếc xe để tự các bác xem nhé. Sẽ mở tất cả bốn cánh cửa ra và cả cốp luôn nhé. Đây, nội thất của xe thì các bác thấy nội thất là màu kem đúng không ạ? Mà chiếc xe này thì nội thất là vẫn da zin, độ zin nguyên bản còn rất là cao nhé. Tiếp theo thì em sẽ mở cốp ra và mở cả cánh bên kia luôn đúng không ạ? Đấy, khoang rất là rộng luôn đúng không ạ? Các bác đợi em một chút, em sẽ mở tất cả bốn cánh rồi nhé. Và các bác xem video của em thì các bác hãy nhớ là ủng hộ bên em nhé, ủng hộ kênh bán hàng bên em nhé. Trước tiên thì các bác hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật các mẫu video mới nhất em đăng lên theo ngày tháng đúng không ạ? Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng thế, rất là nhiều những mẫu video được đăng lên, được đăng tải lên YouTube và Facebook đúng không ạ? Đấy, nội thất của xe đây các bác nhé, em đang quay sơ qua để các bác xem. Và bây giờ thì em sẽ quay gần hơn, chi tiết hơn về từng bộ phận một, từng phần một của chiếc xe để các bác xem và cảm nhận. Đấy, mép xe đây, mép cánh cửa xe đây các bác nhé. Và đây là cái phần tắp đi cửa. Xe thì được trang bị rất là nhiều túi khí nhé, túi khí quanh xe luôn. Trước mắt thì các bác thấy rằng là cái cánh cửa đằng trên bên lái này cũng được tích hợp một túi khí này, đúng không ạ? Tích hợp một túi khí ở cánh cửa. Da xịn các bác nhé, da xịn. Theo thời gian năm tháng thì và người sử dụng, người ta sử dụng và sờ tay vào đây đấy thì nó hơi bạc chỗ này một chút thôi đúng không ạ? Hơi bạc một chút thôi chứ không phải là rách hay là gì đâu các bác nhá. Đấy, vách cửa này em sẽ quay làm sao chi tiết nhất để các bác xem, để các bác hình dung về cái chiếc xe mẹt bên em nhá. Nhà em thì chuyên kinh doanh các loại ô tô cũ, các loại luôn đấy ạ. Đây các bác xem này, em giới thiệu qua nhá, các loại ô tô cũ luôn, giá từ trên dưới 100 triệu trở lên. Đấy, rất là nhiều. Bác nào đang có nhu cầu mua ô tô cũ thì các bác đến cửa hàng em để xem xe nhé. Và bác nào mà chưa nhấn được cái kênh, lần đầu tiên xem video của em mà chưa nhấn được cái kênh thì các bác hãy nhấn vào cái nút đăng ký kênh đỏ đỏ phía bên dưới đấy ạ, để thường xuyên cập nhật, để thường xuyên theo dõi những mẫu video bên em đăng lên. Đấy, rất nhiều. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng thế, cũng đăng lên rất là nhiều những mẫu xe video nhé các bác nhé. Rất là nhiều những mẫu xe, toàn xe chất lượng và giá hợp lý thôi. Toàn xe chất lượng thôi các bác nhé.
Còn bây giờ thì em sẽ đi sâu bên trong nội thất và quay chi tiết cho các bác xem từng phần một. Và đây các bác xem, đây là cái phần vô lăng của xe đúng không ạ? Vô lăng thì các bác thấy là tích hợp tư khí ở giữa và được trang bị là vô lăng 4 chấu đúng không ạ? Đây là phần táp lô đúng không ạ? Và rất là nhiều chức năng khác ở trên chiếc xe này nhá. Thì em sẽ giới thiệu lần lượt. Đây chiếc xe này được trang bị vô lăng gật gù nữa này. Đây, chính là chỗ này. Đúng không ạ? Đây là thông đèn. Táp lô của xe là táp lô da xịn luôn các nhá. Đây, sờ rất là thích luôn nhá. Rất là thích luôn. Còn đây là hệ thống chân ga chân phanh. Ở đây nhá, em giới thiệu thêm đây là cái phần ghế chỉnh điện của xe này. Xe được trang bị là ghế chỉnh điện nhé các bác nhé. Và ghế da thì hoàn toàn là ghế da xịn theo xe. Đây các bác xem, ghế da xịn theo xe luôn nhé. Hoàn toàn là da xịn. Kể cả như cái chỗ để đồ này cũng vậy, cũng là da xịn theo xe luôn các bác nhé. Tất nhiên là thời gian 5 tháng thì mình ngồi nó sẽ hơi sờn sờn một chút thôi. Còn thì vẫn rất là đẹp nhé, không hề bị rách nhé các bác nhé. Còn đây là những cái hệ thống điều khiển kính cửa này. Đấy, gương này. Gương chỉnh điện rồi kính cửa để khóa sấy đúng không ạ? Rất là nhiều cái chức năng ở trên cái chỗ khu vực này. Và đây các bác xem, đây là hệ thống cần số của xe. Trên chiếc xe này thì chủ xe trước cũng đã được lắp thêm một cái màn hình Android rồi. Đấy các bác xem, vào được cả YouTube luôn đúng không ạ? Rất là nhiều ứng dụng ở trên cái màn hình mình nhé. Cực kỳ là hiện đại luôn. Chiếc xe này thì em mua của chính chủ người bên Hải Phòng. Cho nên là người ta đi người ta cũng rất là giữ gìn. Rất là giữ gìn và cẩn thận luôn. Cho nên là các bác thấy rằng là đây em quay, các bác thấy là chiếc xe còn khá là mới đúng không ạ? Khá là mới từ nội ngoại thất luôn, còn khá là mới. Đây là táp lô của cái chiếc xe ML320 các bác nhé. Táp lô của xe. Và đây là một số các hệ thống khác của chiếc xe. Đây các bác xem này. Đấy, xấy ghế luôn này đúng không? Đấy, xấy ghế này, rồi gạt mưa này, đây xấy ghế bên phụ, đây, ghế bên lái, và đây là những cái công tắc chỉnh điều hòa của xe, đây gió trong với AC đúng không? Đấy, rất là nhiều chức năng các bác nhá. Xe thì được trang bị khóa khiển, đây em sẽ đây các bác xem nhé, khóa khiển theo xe luôn các bác nhá. Rồi ok, và tiếp theo thì em sẽ quay đến cái phần khác của chiếc xe để tới các bác cùng xem. Đấy, cửa lóc vừa em quay rồi đúng không ạ? Rồi em quay lại quay chi tiết tới các bác xem nhé. Và giới thiệu luôn. Đấy. Cửa lóc hoạt động trơn tru luôn nhé, vẫn hoạt động tốt, vẫn hoạt động rất là tốt và bình thường. Trần thì vẫn là trần lý nguyên bản theo xe mà còn rất là sáng. Đấy các bác xem đúng không ạ? Hiện tại thì em đang quay video này bằng một chiếc iPhone, cho nên là hình ảnh và mọi thứ thì nó rất là chân thực luôn nhé. Còn bây giờ thì em đang di chuyển xuống phía bên dưới và quay chi tiết cho các bác xem đây. Cái cánh đằng sau bên lái nhá. Cánh đằng sau bên lái. Ở lòng trong cánh cửa này thậm chí vẫn là sơn zin luôn các bác nhá. Vẫn là sơn zin luôn. Thân vỏ của chiếc xe thì rất là cứng cáp, rất là dày nhá. Chiếc xe này mà em tưởng tượng như là mà húc nhau với lại cái chiếc xe Vios hay là dòng CRV hay là một chiếc CX5 đi thì mấy cái chiếc đó thì em nghĩ là cũng sẽ đẹp trước chiếc xe này. Em đang nghĩ là như vậy, em tưởng tượng là như vậy. Vâng, tưởng tượng hơi phong phú đúng không ạ? Đây nhá, tiếp theo thì em đang quay các bác xem là cái cánh đằng sau bên lái đây. Đây các bác xem này. Da hoàn toàn là da xịn nhá. Đấy, xung quanh hoàn toàn là da xịn và đây tích hợp của túi khí ở đây. Đây các bác xem đúng không ạ? Đấy, rất là sáng và còn rất là đẹp luôn. Với tầm tiền hơn 200 triệu thôi thì các bác có thể là mua được một chiếc xe mẹt đến từ thương hiệu của Đức này rồi đúng không ạ? Một chiếc xe rất là tiện nghi, rất an toàn và đặc biệt là rất là đẹp đúng không ạ? Rất là chắc chắn. Chạy thì rất là đầm và chắc nhá. Mà máy thì cũng chỉ có tầm khoảng 3.0 thôi, cho nên là nhiên liệu rất là hợp lý đúng không ạ? Nhiên liệu em cũng chạy thử rồi, chiếc xe này nếu mà chạy đường trường thì nó chưa tới 10 lít luôn. Còn nếu mà chạy đường phố thì nó sẽ hơn 10 lít một chút các bác nhé. Đấy, nội thất bên trong của xe đây. Đấy các bác xem, em quay gần hơn nhé. Đấy, ghế da đây, các bác xem này. Ghế da hoàn toàn là ghế da xịn các bác nhé. Ghế da xịn theo xe luôn. Đấy, da xịn theo xe.
và người bên trong nội thất của cái chiếc xe mẹt này vẫn có một cái mùi đặc trưng, vẫn có một cái mùi đặc trưng luôn các bác nhá. Đấy, trần lý này rất là sáng luôn đúng không ạ. Đấy, phía đằng sau thì em sẽ quay từ phía đằng sau lên để tôi các bác xem. Đấy, gập ghế là sẽ như thế này các bác nhá. Đấy, rất là hay đúng không ạ. Và đây nữa nhá, đây rất là hay luôn. Đây là cái hướng dẫn. Và ngay sau đây thì em sẽ quay xuống cái phía đằng sau của cái chiếc xe để các bác cùng xem nhé. Đấy, khoang rất là rộng, đấy các bác thấy rồi đúng không ạ. Khoang rất là rộng, các bác có thể là mình để đồ rất là thoải mái nhé. Em quay gần hơn. Đấy, phần đồ đằng sau này là bằng nhựa, đằng sau là bằng nhựa nhé. Đấy, còn có rất là nhiều, các em còn chưa biết ở trong đây nó người ta làm cái gì, người ta để cái gì trong đây nữa cơ. À đây, trong đây thì khả năng là có cái biểu tượng là của cái như kiểu để đồ đấy ạ, hộp đồ đúng không ạ. Thực ra là một số các chức năng của chiếc xe này em còn chưa nắm được hết cơ. Còn ở dưới đây để lốp dự phòng đúng không ạ. Hình như là đây là một cái hàng ghế là sao đấy, chứ không phải là ấy đâu. Và để xem thì em cũng chưa biết được 5 ghế hay 7 ghế đâu cơ. Vì xe cũng thấy nó giá là hợp lý, cứ lấy về chẳng kiểm tra kỹ về vấn đề ghế của xe. Để phải nhìn trong giấy tờ thì sẽ biết rõ hơn đúng không ạ. Nhưng em nghĩ là 5 ghế. Còn thì tất cả những chức năng khác và tất cả mọi thứ khác thì bên em cũng kiểm tra kỹ rồi nhá. Còn riêng cái ghế này thì phải nhìn còn lại qua giấy tờ phát nữa. Đây, một cái cốp mở ra rất là rộng rãi để cho các bác mình để đồ vào đúng không ạ. Bác nào mà đang quan tâm chiếc xe này thì hãy kết nối qua Zalo nhé. Và alo theo số điện thoại là 0938586307. Đấy, vừa em cũng đọc rồi, giờ em đọc lại để các bác nhớ rõ. Các bác hãy lưu số của em lại và bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào cần thì các bác hãy alo. Có thể là không mua chiếc xe này hay là mua chiếc xe khác thì các bác cứ nhấc máy lên alo cho em đúng không ạ. Rồi tiếp theo bây giờ em sẽ quay chi tiết tới các bác xem cái phần bên cái phần bên bên phụ đi vào đúng không ạ. Cánh cửa đây các bác nhé. Bốn cánh thì đẹp như nhau luôn. Và còn rất là đẹp, không hề bị sứt sẹo gì đúng không ạ. Đấy các bác xem. Tiếp theo em sẽ di chuyển và quay sâu bên trong của chiếc xe tới các bác xem. Đây, đây là một số các biểu thị hướng dẫn chỉnh ghế đúng không ạ. À, nhà em thì rất là nhiều dòng xe mẹt với dòng xe B nhá. Dòng xe mẹt và dòng xe B bên em rất là nhiều luôn nhá. Chuyên kinh doanh các loại ô tô cũ, trong đó thì được nhập về rất là nhiều dòng xe mẹt. Hiện tại thì mẹt nhà em bên em đang có 3 chiếc mẹt và 4 chiếc B và 3 chiếc Ford Mondeo và 1 chiếc Ford Escape. Và những chiếc xe khác như dòng xe của Đức, của Đài Loan rất là nhiều. Đấy, bãi bên đây nhá, thậm chí là còn cả bãi ở trong miền Nam nữa các bác nhá. Em còn một địa điểm cơ sở đó ở trong khu vực Dĩ An, Bình Dương. Đấy, gần chỗ Big C Dĩ An đấy ạ. Các bác ở trong miền Nam thì các bác hãy liên hệ theo số điện thoại này nhá, em đọc luôn là số 0866181628. Đó là số điện thoại của bà chị gái em. Đấy, các bác hãy kết nối Zalo và alo trực tiếp cho cái số đó để được biết những chiếc xe ở trong khu vực miền Nam nhé. Và bây giờ thì em sẽ quay đi sâu về chiếc xe này và cũng không nói về vấn đề khác nữa, và sẽ tập trung về cái chiếc xe này để giới thiệu và quay chi tiết tới các bác xem. Các bác xem nốt để cảm nhận đi các bác nhé. Đấy, rất là xịn sò luôn đúng không ạ. Cánh cửa thì 4 cánh được tích hợp túi khí ở cánh. Và đây là phần vách cửa nhé, vách cửa đây. Hai ghế trên thì hoàn toàn là bằng điện, hoàn toàn bằng điện nhé, còn sử dụng tốt luôn đúng không ạ. Tuy rằng là đời cũ thật nhưng mà chiếc xe này mọi chức năng cũng hoạt động tốt nhé, không mất một cái chức năng nào cả. Đấy, tablo thiết kế cũng khá là phong cách và thời trang đúng không ạ, cũng khá là trẻ trung. Đấy, đây các bác có thể để đồ đây nhé.
đây, cốp này. Đấy. Đúng không? Đây là những cái cổng USB này, đúng không? Cổng USB nhá. Và những cái cổng khác. Đắp nô thì hoàn toàn là dựng bằng da xịn. Em quay gần hơn để các bác xem nhé. Đấy. Rất là chi tiết đúng không? Đây, cái da này. À, tất cả những cái gioăng cửa đây các bác xem này, những cái phần gioăng cửa xe nó vẫn còn đẹp nguyên đúng không ạ? Không hề bị rách. Đây, vách cửa đây ạ. Em sẽ quay lốt cái phần nội thất và xong sau đó thì sẽ quay đến cái phần khoang máy của chiếc xe nhá. Và bây giờ thì ngay sau đây các bác đợi em một chút, em sẽ mở cái capo ra và quay chi tiết tới các bác xem cái phần khoang máy của xe. Quay để cho các bác xem cái phần khoang máy của xe được thiết kế như thế nào đúng không ạ? Và độ sáng nó ra sao. Các bác xem video mà muốn xem các chi tiết khác thì các bác cứ kết nối Zalo nhé. Bên em sẽ gửi chi tiết tới các bác xem qua Zalo. Đây, và bây giờ thì em sẽ mở capo ra và quay các bác xem phần khoang máy của xe nhé. Đấy, đây là tổng thể chi tiết cái phần khoang máy của xe đây. Đây các bác xem. Máy của xe thì các bác yên tâm là máy không có lỗi, lỗ rất là êm, chạy thì rất là bốc khỏe và không chảy dầu, chảy mỡ, chảy nhớt gì đâu các bác nhé. Đấy. Đấy rồi, ok. Thì vừa rồi em Trâm cũng đã giới thiệu chi tiết tới tất cả các bác cùng xem vào cái chiếc xe mẹt bên em, đúng không ạ? Các bác nào đang quan tâm đến dòng xe này thì các bác cứ xem thật kỹ qua video. Và các bác hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là theo hai số điện thoại đi. Đấy. Một số là số chính là số 0938586307 và một số nữa em dùng thêm là số 0389000555 nhé. Và các bác xem video thì hãy ủng hộ kênh bán hàng bên em nhé. Và các bác hãy đến mua ủng hộ cửa hàng bên em một hai chiếc đúng không ạ? Và các bác có thể là mình giới thiệu khách đến nhé. Giới thiệu khách, khi các bác mà giới thiệu khách đến thì bên em cũng sẽ cắt phần trăm hoa hồng tới các bác. Để các bác tiền uống nước đi lại đúng không ạ? Đấy rồi, ok. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh bán hàng bên em nhé. Ok, em cảm ơn ạ.